Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh. Ở đây có hai con chó này, hai con chó sù cũng khá là đẹp các bạn. Con này báo bao tiền một con cô? Triệu mấy? Triệu ba. Triệu ba một con. Đấy, mình quay chi tiết cho mọi người xem nhé, để mọi người định giá cho nó chuẩn. Cô đang báo giá là 1,3 triệu một con các bạn. Con này là sù này. Mà tên gọi là bình thường là tên là gì biết không? Ví dụ chó Bắc Hà thì chó lửa hoặc gọi là cũng con chó sù thường các bạn đây. Nhưng mà nó khá là đẹp. Đấy, cô báo giá là 1,3 triệu một con nhé các bạn nhé. Các bạn mua thì các bạn cứ comment ở bên dưới video hoặc là để mình ship cho các bạn nhé. Khá là đẹp nhỉ. Đấy, mấy con chó này rất là hiền các bạn. Tai cúp này. Đấy, giá này giá cũng bình bình. Con này, con kia có đốm ạ. Con kia là đốm lưỡi các bạn. Con này đốm lưỡi này. Đấy, con này không biết là đốm lưỡi hay không. Nó đang nằm ở đây này các bạn này, nhìn rất là hay. Hai con này hiền nhỉ? Sang con, sang bán được mấy con này? 3 con. Cái này cùng một đàn à cô? Một đàn. Nhưng mà chó này có tiêm không? Chưa tiêm gì hết. À, chưa tiêm à. Cái này được mấy tháng nhỉ? Cái này tầm bao? Hơn 2 tháng tuổi các bạn. Đấy, tầm 2 tháng rưỡi. Xe con này được hay cái không? Còn hai con được cái à, hết rồi. Thế là tất cả nó sụt. Đây là hai con. Được nó sụt hả? Hai con đực các bạn, đây là hai con đực nhá. Cháu mượn thì cháu dắt nó đi chơi một tí. Đi tí. Nó không đi đâu, nhìn này nó nhát lắm. Đi đâu, nó nhát, kiểu chưa buộc nó bao giờ ấy. Vâng. Sáng nay mới bắt đầu bắt nó buộc đi. Trâu hết rồi, giờ đi thì hết trâu rồi. Còn lác đác vài con trâu thôi. Ok các bạn nhé, mình đang đứng ở chợ phiên. Đấy. Đấy, các bạn là thấy video hay chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại mọi người vào video sau.